Chúng ta niệm Phật, niệm đến càng chuyên cần càng thật. Thật này là niệm như thế nào? Cương lĩnh không thể không biết. Bồ Tát Đại Thế Chí trong Viên Thông Chương nói với chúng ta phương pháp niệm Phật: đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Đô nhiếp lục căn là gì? Lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mắt, quý vị xem, chúng ta đều thích xem. Tai, thích nghe. Trong tâm, thích vọng tưởng. Đây là nói lên điều gì? Nói tâm chúng ta luôn hướng ra bên ngoài. Sáu căn này là cửa sổ. Tâm hướng ra bên ngoài rồi. Bồ Tát dạy chúng ta đều nhiếp sáu căn trở lại, tất cả đều trở lại, chớ chạy ra bên ngoài. Nói cách khác, đô nhiếp lục căn ý nghĩa chính là buông bỏ vạn duyên. Mắt buông được sắc, tai buông được nghe, mũi buông được ngửi, mũi ngửi mùi thơm, họ liền co tham trước. Lưỡi buông được vị, ý buông được biết. Tâm quý vị liền thanh tịnh trở lại. Sau đó tịnh niệm tương tục. Niệm này phải tịnh niệm. Tịnh là gì? Không có hoài nghi, không có xen tạp. Niệm này liền tịnh. Điều này rất quan trọng. Tương tục là gì? Tương tục là không gián đoạn. Cho nên niệm Phật cấm kỵ nhất đầu tiên là hoài nghi. Có thế giới cực lạc hay không? Là thật hay là giả? Có đáng tin không? Có hoài nghi như vậy thì phiền phức rồi. Tính tâm của quý vị không kiên định. Tiếp đến là xen tạp. Một mặt niệm Phật, một mặt là vọng tưởng, làm cho công phu niệm Phật của quý vị bị phá hoại hết. Cho nên năm xưa lúc tôi học Phật, mới học Phật, đối với Phật Pháp cũng không hiểu. Vì thế thầy giáo đối với những danh tướng này cũng không giảng. Thầy dạy cho tôi rất đơn giản. Tôi hỏi thầy tôi như thế nào, thầy nói với tôi buông bỏ nhìn thấu. Nhìn cho thấu buông bỏ được. Người mới học dễ hiểu. Cho nên đô nhiếp lục căn là buông bỏ vạn duyên. Cũng chính là giới khoa học khuyên chúng ta tất cả những gì bất thiện chúng ta phải dứt bỏ. Dứt bỏ chính là buông bỏ. Tất cả những điều thiện chúng ta phải nhấc lên. Thiện ở trong thiện không gì bằng niệm Phật. Niệm Phật là thiện số một. Phần mở đầu cái này chúng tôi đã giới thiệu với quý vị rồi. Một câu danh hiệu Phật này đều nhiếp tất cả các pháp. Quý vị xem trong 48 nguyện, nguyện thứ 18, nguyện kế đó thập niệm tất sanh. Nguyện ở trong nguyện. Nguyện này triển khai ra chính là 48 nguyện. 48 nguyện triển khai chính là bộ kinh này, Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Bộ kinh này triển khai nói cho quý vị biết chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh.
Kinh Hoa Nghiêm triển khai nữa chính là tất cả các kinh mười phương ba đời, tất cả chư Phật Bồ Tát đã nói. Điều này là thật, không giả dối tí nào, không phải là tôi nói. Thời Quy Đường, Tổ sư Đại Đức đã nói. Vì chúng ta quy nạp lại, mười phương ba đời, tất cả chư Phật Bồ Tát nói tất cả các kinh, quy nạp lại chính là kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm quy nạp lại chính là kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ quy nạp lại chính là 48 nguyện. 48 nguyện quy nạp lại chính là thập niệm tất sanh, một câu danh hiệu Phật A Di Đà. Cho nên một câu A Di Đà Phật này mười phương ba đời, tất cả chư Phật Bồ Tát nói tất cả các kinh hoàn toàn bao gồm trong đó, không sót một bộ nào. Hà tất phải học nhiều như vậy, tìm nhiều phiền phức như vậy? Cho nên một câu A Di Đà Phật niệm đến khai ngộ, tất cả pháp thế xuất thế gian không có gì là không thông, hoàn toàn hiểu rõ hết, thông hết. Đây là thật, không phải giả. Trong Phật Pháp thường nói, một kinh thông, tất cả kinh đều thông. Không cần học nhiều, một đời học một bộ kinh là đủ rồi. Học nhiều quá, tâm lực quý vị bị phân tán, tâm quý vị bị tán loạn, không tập trung nữa. Một bộ, tâm này sẽ tập trung. Lực lượng tập trung này rất lớn, có thể minh tâm kiến tánh. Tập trung chính là định, chính là thiền định. Trong Phật Pháp gọi là niệm Phật Tam Muội. Sức mạnh này rất lớn. Chúng ta hiện tại là chúng sanh trong lục đạo, không biết được đạo lý này. Tâm này là tán loạn, cho nên học gì cũng học không thành công. Người thông thường nói tâm tình hời hợt. Hiện tại hiện tượng tâm tình hời hợt phổ biến đến toàn xã hội, đặc biệt là trong trường học. Quý vị xem từ mẫu giáo lớp nhỏ đến đại học tiến sĩ, quý vị xem phải chăng là tâm tình hời hợt? Học vấn này từ đâu mà đến? Trong giáo lý Đại Thừa nói với chúng ta, tịnh cực quang thông đạt. Trong kinh Lăng Nghiêm nói như vậy. Đây là nói tâm quý vị thật sự buông bỏ rồi, tịnh đến cực điểm thì phóng quang. Nhân giới đắc định, nhân định khai huệ. Sự phóng quang này chính là trí tuệ hiện tiền, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đây là sự thật, đây là chân lý. Chúng ta học Phật, nắm chắc được những cương lĩnh quan trọng này. Bồ đề đạo những chướng ngại gì cũng không tồn tại nữa, thuận buồm xuôi gió. Cho nên hiện tại chính là toàn thể xã hội tâm tình hời hợt, chúng ta niệm Phật cũng sẽ bị nó lây nhiễm. Vì thế mỗi ngày đều phải nghe kinh. Nghe bao lâu? Ít nhất phải 2 tiếng đồng hồ. Tiêu chuẩn là 4 tiếng đồng hồ.
Mỗi ngày có thể nghe kinh 4 tiếng đồng hồ, được lợi ích rất lớn, giúp đỡ họ đoạn nghi sanh tín, giúp đỡ họ sanh khởi tín nguyện chân thật, họ liền có thể giảng sanh.